Vâng, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Hiếu Mix Audio. Thì ngày hôm nay em có đến anh Hoàng. Anh ơi, địa chỉ ở đây là ở đâu nhỉ anh nhỉ? Tòa B Vinam đấy. Vâng, tòa B Vinam Collect. Đây thì nhà anh ấy thì không thể treo chỗ nào thì bọn em để vào đây. Và anh ấy cấu hình thì anh lấy một đôi GM Audio. Giá là trên 7 triệu đồng nhá, bát 25 này. Anh ở chung cư thì dùng nhỏ thôi ạ. Và một chiếc xúc PS Audio SD 12 này, giá trên 3 triệu đồng. Còn tủ máy nha anh ấy đây. Tủ máy nha anh ấy là dùng một bộ mic DB Acoustic DB 450 25 mã với giá tiền là trên 3 triệu đồng. Và một chiếc vang số DB Acoustic S500 25 mã, giá là trên 3 triệu đồng nha các bạn nhá. Và một cục đẩy DB Acoustic B2500 cho ra công suất mỗi kênh là 500W một kênh nhé các bạn nhé. Thì bây giờ em sẽ đi vào lắp cùng nguồn dây và lắp. Và xong thì em sẽ quay cho các bác cùng thưởng thức chất âm bộ dàn của nhà anh Hoàn nhé các bạn nhé. Đôi bàn tay xinh đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai em. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và cho cơn mong kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mưa vắng giá, dù đời chờ là nỗi gió. Dù là cơn mưa vắng giá, dù đời chờ là nơi xót xa, dù tình chỉ là mong manh mà môi còn khao khát chờ, ngày người mình cầm tay anh nhé, dù đời.